Người này đã không đi cầu trong 22 năm. Cậu bé người Trung Quốc này thì bị táo bón từ bé. Và rất lâu thì cậu mới đi cầu được một lần. Và dần thì cậu bé này làm biếng tới mức mà không đi luôn. Và gia đình này thì không hề ai biết. Cho tới sau này thì bụng của cậu càng ngày càng lớn lên. Và vào năm 22 tuổi, cậu phải tới một cái bệnh viện tại Thượng Hải để mà bác sĩ cắt đi 73cm ruột kết. Và trong đây có chứa tới 13kg cái đó. Các bác sĩ ở đây cho biết là ca phẫu thuật này đã kéo dài trong vòng 3 giờ và bụng của cậu thì trông giống y như là một người đang mang thai 9 tháng. Suýt tích tụ trong đại tràng trông có vẻ như là có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Gia đình cũng không có để ý lắm bởi vì nghĩ rằng là cậu lười vận động nên là bụng của cậu mập bị béo bụng thôi. Và nó cũng chỉ như là một thói quen thôi, nhiều năm rồi cậu không có đi thì nó vẫn ổn. Ok, và mọi người có thể để lại cái thời gian lâu nhất mà mọi người không có đi trong video này.